rồi với mình có cái đứt đó bạn. Ờ, té rồi nó mổ rồi nó ngay cũng giờ thấy ơn trên rồi cũng cứu vớt ba lần rồi tưởng nó chết rồi đó. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ mấy chú cắt cây cọng gì là mình thấy là rất là vui, rất là hài lòng luôn ha. Hài lòng. Chứ không thôi là cây cầu cũ là đi sợ lắm ha. Sợ thiệt á. Té rồi hôm kỳ đó té trên nhà té xuống một sợ không chết giờ gặp cái cầu lung lên. Dạ cầu giống như găng rụng vậy đó. Đúng rồi. Cái này mạnh quân chứ không phải nhà nước. Ngang cầu này thường hay sao chú? Dạ, tôi đi thường xuyên là sáng rồi trưa rồi tối. Và đây cái đường cũ á, cái cầu cũ á, nó quá nguy hiểm. Thành thử ra bây giờ có anh em bên á, là cái này bên cũng như là bên chữ thập đỏ với anh em á, là mạnh thường quân á, là hỗ trợ tiếp rồi bây giờ có cái cầu đó đi qua lại là bình thường ngon lành im lắm. Dạ, dạ xin hỏi chú thì lúc trước khi cây cầu nó cắt thì chú đi chú thấy có sợ không? Dạ sợ lắm, nó hầm hình nó rung rinh lắm, cái dàn chân của nó không có vững, nó thành ra đi rung rinh lắm. Tôi sợ té dữ lắm mà cũng phải ráng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào quý bà con quá kính mến. Luôn chúc quý vị hạnh phúc an lạc. Dạ thì hôm nay Quốc Tạo có đến đây thứ nhất là để trao tịnh tài của các vị mạnh thường quân đã gửi tiếp chú Năm cây cầu, nhưng mà cũng gửi số bà con cũng hùng hạp ở đây được nhiêu thì gửi nhiêu hết chú Năm. Rồi cũng tâm sự với chú để coi cái việc khó khăn của mình cắt cầu như thế nào. Thì ở đây là cô Tám Mỹ Bình có gửi cho chú Năm là 2.2 triệu. Nam mô A Di Phật, chú quan hỷ cho con điếp từ ha. Dạ 1 triệu 2 triệu 2 triệu 2 là của cô Tám ở dưới Mỹ Bình gửi tiếp cây cầu. Còn ở đây là của cư sĩ Quốc Tạo 500.000, là vợ cư sĩ Quốc Tạo 500.000 với chị vợ 500.000 nữa, là hai người chị Mười với vợ Quốc Tạo là 1 triệu nữa. Dạ thì cũng mong chú Tư, chú Năm cũng mình cũng cảm tạ cô Tám Mỹ Bình. Cô Tám nó mù á cho chú Năm, mà bà nghe clip bà thấy chú làm im quá rồi bà hùng lỡ bà gỡ cho mình. Tuy rằng đồng tiền nhỏ nhưng mà nó mang tính chất đậm đà tình nghĩa chú Năm. Tôi xin thay mặt đồng bào ở đây, người địa phương ở đây cảm ơn cô Tám ở dưới Mỹ Bình. Ở Mỹ Bình hôm nay tôi có làm cái cầu này nhưng mà cũng thiếu thốn, mà cô giúp trợ gì tôi rất cảm ơn. Điểm thứ nhất, thứ hai là cầu chúc cô vạn sự bình an và khỏe khoắn, gắng cố gắng tìm được đạo lý để giúp cho xã hội là được rất tốt. Xin cảm ơn cô. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa toàn thể quý bà con cô bác kính mến, không biết để dùng cái lời lẽ nào mà để ca ngợi chú Năm mạnh này, khi mà chú đã hoàn thành là 90 mấy phần trăm cái cầu là kiểu hoàn thành rồi đó, là sẽ sắp sửa đưa vào sử dụng. Thì cái cầu này chú Năm còn nói mấy câu mà Quốc Tạo cũng rất là đau lòng quý vị. Chú Năm hỏi Quốc Tạo ơi, con thấy cây cầu được không? Không được thì chú đập lại, chú sửa chữa lại. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Với một cái lời nói vui vẻ nhưng mà rất là quan hỷ. Thì con biết chú hiện giờ đang gọi là đang rất khó khăn về cái mặt tài chánh. Thì chú cũng có thể nêu lên cái phần tài chánh của mình còn nợ bao nhiêu và khó khăn như thế nào để chia sẻ đến bà con ở trên mà cộng đồng mạng cũng như những người dân mạnh thường quân ở bên kinh của con. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhờ cái mạnh thường quân ở bên Quốc Tạo á, nay thì cái cầu bằng hoàn thành. Nhưng mà còn chờ ngày là dở cho đi, nhưng mà nợ nần còn thiếu chưa 30-40 triệu. Vậy tôi rất cảm ơn đó, nhờ mạnh thường quân giúp đỡ được khúc nào là tôi cảm ơn mấy, bây giờ đang thiếu thốn. Dạ con còn nghe nói chú sẽ làm luôn cái con đường mà nói liền cây cầu luôn ha, chút xíu nữa thì con lại con quay cái đó phần đó ha. Rồi bây giờ thì mơ làm đó. Dạ vậy thôi vậy con mời chú mình đi mình đi lai gai con lai gai con hỏi này kia coi chú. Thì xin hỏi chú Năm thì ví dụ như là mấy cái này nè, con thấy nó cũng rất là cứng cáp và có người nói yếu rồi, vậy chú thấy nhận thức như thế nào? Không yếu nổi, quá cứng, bởi vì nó liền với em lấy rồi em đi lui á, có kết nhau trơn rồi, không sợ vụ đó là bảo đảm 100%. Vậy ha, rồi xin hỏi chú là bề ngang bề dài bao nhiêu cái cầu này? Cái bề ngang có bề có chỗ là 2 thước, có chỗ là 1.4 thước, là 1.5 thước. Là bởi vì hồi trước kia cái cầu nó cắt nó quăng qua quẹo lại mà sửa bớt là cho nó bớt ngay lại. Dạ bà con ơi, dạ bà con ơi, cái cầu này là Quốc Tạo với chú Tư với chú Năm là đi là chạy xe luôn á, là hai người không có đụng nhau mà chạy bình thường đó. Lúc trước là nhỏ xíu à, mà bây giờ nằm 2.4 hay 2.5, có chỗ 2.7 hoặc là gần 3 thước nữa. Dạ dạ thì con xin hỏi chú Năm thì với cái kinh phí hết trên cây cầu này chú xây bao nhiêu vậy chú Năm?
tổng cộng hết trơn có khoảng 170 triệu. Ồ, 170 luôn ha. Mà sao mà còn nợ có 40 triệu vậy, có nghĩa là mình có... Mạnh Thường Quân giúp đỡ nhiều lắm. Nhiều lắm ha, mình có xin này kia cho ta ha. Con thấy chú để cái thùng công đức ở chỗ đi qua đi lại là con rất là xót xa luôn. Tại vì mình không có giúp được gì cho chú. Mình chỉ giúp được cái bằng cái lời nói thôi. Mình xin tiền Mạnh Thường Quân chút đỉnh này kia. Người ta thương tình ta cho nhiều để mình giúp cho chú cái hoàn thành cái cầu. Cái cầu im lắm bà con ơi. Cái cầu này đầy đủ công đức luôn. Im lắm. Bao nhiêu người không ủng hộ đây. Ừ. Năm 300, 200, 300 cũng có đầy đủ hết trơn. Để ta giúp cho đây, để giúp cho được thành cái cầu. Dạ. À, nếu mà bà con mà chạy được cái cầu này á, là phước đức mình sẽ cảm nhận được, sẽ cảm giác được chú Năm đúng là theo như là chú Năm mạnh luôn. Nếu mà nói về chú Năm mà tên Mạnh đó là quá mạnh mẽ luôn mới dám làm cái cầu này, chú Tạo không dám ra làm cái cầu này đâu. Tại vì khi mà mình vận động không được cái chú Năm thì số tiền đó mình mới ăn ngủ không yên. Đúng rồi. Chú ăn ngủ không yên không? Bạn cầu thấy chứ ngủ không yên thiệt. Sợ đủ thứ sợ ra. Trời, tới dài quá chú Năm, bao nhiêu mét bây giờ? Tới nằm mười mấy, 60 mét luôn, tới ngoài kia luôn, 60 mét. Dài lắm. À, ở nơi đây thì bà con quay lại cho bà con xem cái cầu chỗ này thì nó hơi nhỏ lên chút. Đó, chỗ này thì người ta không bung ra để cho bung ra được, mình nó có bay lớn đó, cũng đủ người ta qua lại rồi đó. Ừ. Rồi mình đi lại đi, mình quay lại đi. Đi lại cầu này tới đó là được rồi. Quay lại. Rồi. Còn cái thằng này là cái hồi nó có bùng binh cũ. Chỗ này là ngã ba thước. Bên này chạy xe gác không được. Quay lại. Nếu mình xe mình chạy tới đây thì tới kia chẹt rồi người ta chạy bên đó, mình đi đường gần lại người ta chạy qua mình chạy luôn. Vậy ha, chỗ này chú làm bùng binh nghe ha. Ừ. Dạ thì chú Năm ơi, cho con hỏi thì ở trong quá trình chú làm cây cầu này là những anh em, những cô chú này kia là đều làm từ thiện hết hả chú? Cũng cái tình xóm liền ở cái cầu này anh em thông tiếp rồi các xã Quốc Thái rồi Khánh An, Khánh Bình được tràn tiếp. Ừ, quý vị quay xuống quý vị xem, quý vị sâu lắm quý vị, sâu mà cao lắm. Nước lên là cái này chắc ngập nước rồi. Ngập, mưa lớn ngập rồi. Đây lúc trước là cái kinh đó, giờ nó cạn vậy đó, nhưng mà mưa lớn thì nó ngập. Đó là trước xưa là cái sông đó. Dạ chú Năm, cho con hỏi thì như là hiện giờ thì chú còn nợ 40 triệu, nhưng mà hiện giờ chú còn định làm thêm cái đường hả chú Năm? Rồi làm thêm cái đường đó, cái đường đi ra. Rồi cho con hỏi thì bây giờ chú gắn luôn đèn luôn hả? Gắn đèn luôn, gắn đèn năng lượng luôn. Năng lượng gì là một tổng cộng nhiêu tiền? Ba cây năng lượng này cây 3, 2 triệu, 6 triệu, 6 triệu, 6 triệu 9. 6 triệu 9 hả? Chơi lớn gì? làm cho tớ luôn ha. Nó sang gì lắm rồi, nó sang thay hàm đánh. Vậy ha. Bao nhiêu quá đi? Trăm mấy gì đó. Trăm mấy lần hả? Ừ. Ồ, im quá ha. Bởi vì mình sợ không được, cái cầu này hồi trước á, nếu mà trễ vài tháng là có tai nạn. Có, con thấy nguy hiểm lắm. Bởi vì nó quá tệ rồi. Rồi thế nên mình mằng cái vụ lỡ tai nạn một người đó, rồi vợ chồng ôm nhau mà chịu luôn, chứ làm sao giờ. Chú Năm ơi, thì từ đó giờ con cũng biết chú lâu. Thì lúc trước đó thì con có nghe nói là cái vụ dịch bệnh đó chú Năm. Con có thấy là vụ dịch bệnh đó là chú người ta không dám để liệm những cái xác chết đó thẳng đi. Mà chú lại là ai kêu chú liệm là chú liệm thì chứng tỏ là chú rất là gan và là không sợ chết luôn. Thì cái đó là cái động lực nào mà để chú làm điều đó vậy chú Năm? Thì thầy nó làm điều ngay thẳng là thằng đồ cho. Ừ. Đó mình làm thì đâu có sợ chết đâu, chết cũng vậy mà sống cũng vậy à. Dạ. Điều mà yêu cầu có được làm phước rồi chết thì cũng được nữa. Ý của tôi vậy. Dạ. Sợ mình không làm phước mà chết á. Dạ. Rớt cây ngàn cú cúc còn không sao. Cái chú bị rớt cây vô cúc hả? Dạ. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Đó đó. Nào quý vị. Nào quý vị, làm gì vậy? Cái chỗ này là thấy gãy cúc xiền luôn rồi. Ông cứ khơm đầu xuống cái bụi cái Năm. Bài chỗ đó luôn chứ. Đó. Mà phải không bay nó bay luôn. Đây nào quý vị, đó, thấy quý vị thấy không? Đó vậy đó mà còn hả, mà còn không sao luôn. Chỗ nào? Cái cây cột đèn ở đó đó. Chỗ đó nè. Nó rớt xuống hả? Nó rớt xuống rồi mình ở dưới này nhưng mà nó rớt cái nhánh đó. Nó bập xuống. Bập xuống mình ấy cái chánh bự không à, nhỏ nhỏ trên lùa xuống. Mà không sao quý vị, tại chú Năm được gọi là người làm phải như tầm trong kén có muôn tơ qua bọc ấm thăng, hay là chờ mãn phước ra tay bẻ họng, nhưng mà chú Năm không có phước quá dày. Cái cầu này là phải nói là cái phước vô lượng luôn, không thể nào mà tính đếm được cái công đức này. Nhiều lần chết mà còn ăn nhiều lần đó, đâu có gì đâu. Đúng rồi, lúc trước có bị công an hết mấy lần đó quý vị, mà không sao luôn, quá trời tuyệt vời luôn. Thì làm đều ngay sẵn có thằng đậu cho mình, cứ đừng cứ lo làm thải đi rồi. Thôi đi cầu này thấy im không cưng em gái? Dạ. Em không nói im tí rồi. Ờ. Im chạy cho thoải mái rồi. Hết chán rồi. Dạ thì chú Năm ơi, thì cái cầu này là làm từ lúc mấy ngày mà nó mới được hoàn thành cái cầu này?
ngày bữa khởi công bữa mùng 7. Ừ. Mùng 7 mà nó rồi bữa nay là 5-6 ngày rồi mà không cho đi, bị gì gắn thời gian 3-4 bữa nữa rồi làm cái đường nó rồi cho đi luôn. À vậy ha. Ừ, vì con lộ đang chạy vô lộ nó hơi khó. Dạ. Phải sửa luôn. Rồi rồi thì thôi con mời chú Năm mình đi lại cái con đường để làm cái con đường nói tiếp với cây cầu này thế nào ha. Rồi bây giờ con hỏi chú nè, hỏi chú thiệt nè. Bây giờ thiếu 40 triệu rồi, rồi làm con đường này là tính thiếu nữa gì? Không, phải là có thể tương đối thiếu chút đỉnh. Yêu cầu cho đủ đi rồi đừng có dư, dư thì tôi cũng mua gạo thí người ta chứ không để làm gì. Nói vậy thôi. Dư cái gì mà dư, thiếu 40 triệu đang xin đi không có, dư cái gì. Nam mô Di Đà Phật. Quá im quý vị, cái cầu quá im. Cầu này không còn gì mà để bàn cãi nữa hết trơn. Vậy chảy đi mua được. Dạ. Chảy mà cũng được, con cột á. Đập vô. Rồi giờ chú. Không chạy mua 1 tí đi. À chú Nam ông lại đây cho con quay cái cầu cái chú Nam. À, quay cái đường chứ. Rồi em kiếm chỗ em bước qua đó đi. Bước đó quay ngược lại đây. Đây là đá với cát chú để đang chuẩn bị làm hả chú Nam? Ờ đúng rồi chú Nam, ngày mai làm rồi đó. Mai làm ha. Chú làm có đường nào đâu? Con đường này nè ha. Ờ đường này. Vậy là quý vị dòm nè quý vị. Quý vị dòm nè, cái con đường này nè chú Nam tính chuẩn bị đường đó xuống đây nè, là cái có cái cầu xuống đây con đường nè, nó sẵn làm cho bà con ta đi luôn. Mà con đường này theo con biết đó là dân ở thành phố là về đường này không chú Nam? Ờ về này không. Đường này không à? Ở nó trời biển sương về đây mà thành phố về đây mà Đồng Nai cũng về cái chỗ này không à? Vậy là con đường này như thế nào mà chú làm là nó bị còn đang gù ghề này ha? Gù ghề là một điểm thứ nhất, điểm thứ hai là nó cũng bể thôi mé. Ừ. Dài cho nó bể mé vậy lắm. Ừ. Rồi quyết chú Nam quyết định làm con đường này là bề dài như chú Nam? Bề dài này chắc trên 50 thước. Ờ bề dài trên 50 thước ha. Nói với cầu cũng chưa giấu nhau. Quá quý rồi mấy chú này làm từ thiện quá quý, không có điều gì mà để diễn tả được hết chứ. Cắt lại luôn hả? Rồi vậy thì thôi ta đến đây thì cũng xin kết video, thì chú Năm có lời nào để chia sẻ với bà con trên cộng đồng mạng cũng như clip trước rồi chú Năm. Dạ, cũng nói với bà con một hai câu. Thì dài nó coi mấy lỗ luôn. Coi lỗ đó ha. Coi mấy lỗ đó. Giữa đường thì tôi cảm ơn tất cả bà con Mạnh Thường Quân. Hôm nay có đôi lời là nhờ sự Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi được con cầu này, mà chính nhất tôi cầu nguyện ơn cho hộ độ cho các vị được mạnh dạn để mà tiếp giúp xã hội càng nhiều càng tốt, chiến tiến công đức càng nhiều thì càng tốt. Và phước đức ấy vẫn còn muôn thở tiêu vô hình, đừng ngỡ rằng không, hay là phước đức quý hơn bạc vàng, hay là còn nhiều nữa. Thầy nói về phước rất là nhiều, thầy nói là làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật, nói vân vân, hay là nhờ phước mà để che chở cho chúng ta không bệnh không đau, cũng như là chờ mãn phước ra tay bẻ họng, hay là chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ rất lần về ngôi. Thầy nhắc là nhiều là chỗ phước luôn đó chứ không, mà mình làm có phước rồi, có phước tấn tài, có yêu cầu có phước đi rồi mình không có sợ chết. Mà có chết đi về, có phát, có khỏe nó về thì bên thầy cứu thôi. Rồi mình đứng đây là chú Năm mình kết chương trình chú Năm ơi. Dạ thì qua những lời chia sẻ của chú Năm cũng như Quốc Tạo thì cũng rất cảm ơn bà con đã có đồng hành cùng với Quốc Tạo chú Năm để góp ít tịnh tài nữa đây. Nhưng mà quý vị còn 40 triệu nữa chú Năm mới đủ trả nợ cho người ta, thì cũng mong rằng bà con gửi tiền đến đây giúp chú Năm, thì Quốc Tạo sẽ đưa lên cho chú Năm và công bố rành mạch. Thì chú Năm có đôi lời gì để cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân ha chú Năm. Dạ Nam mô Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn các vị đã giúp đỡ cho chú Năm để hùng nhau làm phước. Thầy nói hiệp nhau làm phước để gõ lòng hiền nhân. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cho hỏi một câu coi. Bà thường thường là bà ở địa phương ở đây hả? Không, ở màn bên bà chạy rồi gì ở bên Phú Hữu con. Rồi bà hai bà đi bà có đi ngang cái cầu này không? Cái cầu này bộ sợ đi chưa được cái gì á. Không, nhưng mà con hỏi bà lúc trước kìa, bà có đi ngang cầu này không? Có. Rồi bà đi ngang cái cầu này bà có sợ không lúc trước khi sợ, làm á? Sợ đó, quá chàng ấy rồi. Nó lung lia. Nó lung lia rồi lúc nào sắt mà đóng gan á nó sức lên, bữa đó nó trúng cái giờ cái cũng chết luôn. Vậy hả? Bữa giờ người ta nói chưa cho đi. Rồi bây giờ con nghe mấy chú nói các cây cầu này vàng nữa cho đi rồi. Bà dạ. Thấy các cây cầu này là bà có vui không? Có mừng không? Mừng lắm chứ. Vậy là mình cứ đi đường này thường ha. Đường thường. Vậy bà cũng nói một hai câu cho Mạnh Thường Quân biết là mấy chú này làm cái cầu này hữu ích cho dân địa phương đây. Đúng rồi. Rồi tốt đi, cũng nhờ chú rồi tôi đi bán nước mắm với bán chậu nè. Vậy ha, bán nước mắm nè. Bán nước mắm mà bán chậu rồi mấy đứa cháu rồi cho xài cho mà cái gì mà bí gọ gì ăn tương. Ồ, quá quý rồi. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Bảy mấy à. Tên gì? Lê Thị Tha. Vậy ha. Trời ơi, vợ con ơi, mình làm phước rồi với mình có đức á con. Té
á, té rồi nó mổ rồi nó ngay cũng giờ thấy ơn trên rồi cũng cứu vớt ba lần rồi, tưởng nó chết rồi đó. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ mấy chú cắt cây cầu gì là mình thấy là rất là vui, rất là hài lòng luôn ha. Chứ không thôi là cây cầu cũ là đi sợ lắm ha. Sợ thiệt á. Té rồi hôm kỳ đó té trên nhà té xuống một sợ không chết, giờ gặp cái cầu lung lên. Dạ, cầu giống như găng rụng vậy đó. Đúng rồi. Cái này mạnh quân chứ không phải nhà nước hả con? Dạ bây giờ cái ai ai cũng được. Ai cắt cũng được, nhưng mà cái cầu nó đã hoàn thành rồi là mình mừng. Mình cũng giống như là mình cũng cảm tạ các vị mạnh thường quân đã hùng tiền vào đây. Đúng rồi con, cầu cái vì đó cũng gom tiền này kia nọ, thôi đi khỏi biên đi. Ơn trên trời Phật cũng biết à. Ở đó một cái tên tiền chi. Rồi bà cũng nói lên một hai câu là cái cầu này cắt rất là có lợi ích cho bà, cho dân ở đây ha. Lợi ích cho dân tốt nha. Rồi con cảm ơn bà ha. Dạ chào bà, dạ Nam Mô Di Đà Phật. Tội như tôi đang tưởng câu nè, bảy mấy rồi đó. Ai bây giờ ồ gặp chú ở bánh mì đây luôn rồi, mình lại tâm sự với chú coi. Dạ con kính chào chú. Con chào chú. Được xin phép hỏi chú vài câu ha. Dạ. Dạ thì con thấy chú bán bánh mì rồi chú bán ngang cầu này thường hay sao chú? Dạ tôi đi thường xuyên là sáng rồi trưa rồi tối, và đây cái đường cũ cái cầu cũ nó quá nguy hiểm. Thành thử ra bây giờ có anh em bên đó là cái này cũng như là bên chữ thập đỏ với anh em là mạnh thường quân là hỗ trợ tiếp, mà bây giờ có cái cầu đó đi qua lại là bình thường ngon lành im lắm. Dạ xin hỏi chú thì lúc trước khi cây cầu nó cắt thì chú đi có thấy có sợ không? Dạ sợ lắm, nó hầm hình nó rung rinh lắm, cái dàn chân của nó không có vững, nó thành ra đi rung rinh lắm. Tôi sợ té dữ lắm mà cũng phải ráng đi. Vậy đó. Nhưng mà nó nhỏ đó phải không? Hai dạ nó không được. Hẹp lắm, hai chiếc xe mà qua lại là nó hẹp lắm. Dạ. Rồi bây giờ khi cắt cây cầu rồi thì chú có thấy cây cầu cắt lại rộng hơn thêm không? Dạ, rộng hơn. Đó, thành thử qua lại nó vững vàng hơn rồi, nó nói thiệt luôn. Tôi nói bản thân tôi quá mừng. Hết sức là mừng được anh em là cắt gì. Nói thiệt luôn là quá sớm mừng. Vậy thôi cũng cảm ơn chú nhiều ha. Dạ chú cảm ơn anh em. Chú cũng trên hiện giờ đang quay trên cộng đồng mạng biết thì chú cũng cảm ơn các vị mạnh thường quân đã ủng hộ vào cái cầu này. Dạ tôi cũng hết sức là cảm ơn mạnh thường quân với anh em là hỗ trợ tiếp cũng như anh em trên cộng đồng mạng. Cảm ơn anh em mà cắt cái cầu được quá mừng. Cho chú đi bán bánh mì ha. Dạ tôi đi bán bánh mì. Dạ cảm ơn chú ha. Dạ. Ông anh à, khôn quá khôn rồi. Người ta lên không, người ta về không. Ông lên không, ông đem một tấm. Ông này quá hay. Ông khôn lắm. Ông lên ông đem đống gạch mà.